Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Combo Món Ăn sẽ chia sẻ đến cho các bạn cách làm món cá lóc kho tiêu nha, còn có tên gọi là cá lóc kho tổ. Thì cái món này hôm nay mình sẽ chia sẻ đến cho các bạn cách nấu sao cho cái món ăn nó không bị tanh, nước kho sệt, gia vị đậm đà và thơm ngon nha các bạn. Thì cái món này ăn với cơm hoặc là cháo nóng thì rất là ngon ha. Thì bây giờ mình cùng vào bếp và thực hiện cái món ăn này nha. Và để làm cái món cá lóc kho tiêu này các bạn, thì ở đây Combo Món Ăn có chuẩn bị một con cá lóc ha. Thì phần cá lóc mình đã làm sạch rồi ha. Mình mua về thì mình khứa ra, mình cắt ra, mình chà với muối ha, để nó bớt nhớt và bớt tanh ha các bạn ha. Lưu ý thì mình lúc rửa thì các bạn lấy bớt cho thiệt sạch cái phần máu đông ở trong cái chỗ xương đó nha, xương sống nha các bạn. Thì cái món cá nó đỡ tanh nha. Và ở đây thì có củ hành tím băm nè, tỏi băm nè, hành lá băm nè, và sử dụng 5 trái ớt nha. Lát mình cho vào món ăn. Rồi bây giờ mình bắt đầu mình ướp cá nha các bạn. Rồi các bạn cho vào mình một nửa phần tỏi băm nha các bạn, và cho vào cá một nửa phần củ hành tím băm nha. Và mình đem vào một muỗng đường nha các bạn, 1/3 muỗng bột ngọt nha, 1/2 muỗng muối nha các bạn. Và hạt tiêu đen thì mình sẽ cho vào một muỗng nha các bạn. Và mình trộn đều lên thì mình ướp cái phần cá này khoảng 20 phút nha các bạn. Và sau khi thì cá mình cũng đã ướp được 20 phút rồi các bạn, thì mình sẽ cho khoảng 4 muỗng dầu ăn vào. Và các bạn cho hết phần tỏi băm vào nha. Và phần củ hành tím băm mình cũng cho vào hết nha. Rồi các bạn sẽ phi thơm lên nha. Mình mở lửa vừa ha. Hành thì mình phi cũng hơi vàng các bạn, thì mình cho cá vào nha. Mình chiên sơ nha các bạn, cho cá nó bớt tanh á, mà nó săn lại cho nó ngon nha các bạn. Các bạn mà cho vào kho luôn đó, thì món cá mình nó dễ tanh ha. Rồi mình trở mặt qua lại nha. Chỉ cần làm cho cái hai mặt cá nó vàng sơ thôi ha các bạn ha. Đó, thì mình chiên cho nó vàng hai cái mặt ở lửa vừa ha. Và sau khi mình chiên cá nó hơi vàng nhẹ cái mặt cá thôi các bạn, cá nó săn lại là được ha. Thì mình sẽ cho vào một cái nồi niêu đất ha các bạn ha. Mình sẽ bật lửa nhỏ nha các bạn. Và mình cho vào một chén nước nóng nha các bạn. Đây là nước sôi nha. Đó, gần sắp cái mặt cá các bạn. Rồi mình sẽ đậy nắp lại cho nước nó sôi nha các bạn. Mình cho nước sôi vô thì giúp cái món cá nó hạn chế bị tanh lại ha các bạn ha. Và khi mà nước nó sôi lên lại các bạn, thì các bạn mở nắp ra, mình nêm thêm khoảng nửa muỗng đường nha các bạn, nửa muỗng đường. Và 2 muỗng nước mắm nha các bạn, 2 muỗng nước mắm. Và mình cho vào 1 muỗng nước màu nha các bạn. Và mình đậy nắp lại. Và mình kho tiếp nha các bạn. Mình kho cho đến khi mà nước nó cạn lại nha các bạn. Mình chuyển qua cái nồi đất này thì giúp cho cái món cá kho mình nó giữ nhiệt tốt hơn ha, và nó ngon hơn ha các bạn ha. Thì nãy giờ mình kho cũng được 5 phút rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mở nắp ra nha. Mở nắp ra giúp cho cái món cá kho mình nó bốc hơi bớt ha, nó nhanh cạn nước ha. Và lúc này thì mình sẽ cho 5 trái ớt vào luôn nha các bạn. Mình kho chung nha. Và bây giờ mình sẽ không đậy nắp nha các bạn. Và mình sẽ kho với cái lửa riu riu á, cho cái nước này nó kẹo lại nha các bạn. Và hồi nãy giờ thì mình cũng đã kho cái phần cá mình nó vừa rồi ha các bạn ha, cái nước nó đã kẹo lại rồi, vừa ăn rồi. Thì mình sẽ cho hành lá vào nha, và mình tắt bếp liền nha các bạn nha. Và như vậy là mình đã nấu xong cái món cá kho rồi, cá lóc kho nha các bạn. Món cá lóc kho tiêu cũng là món cá lóc kho tổ. Và nếu ai yêu thích cái món này, yêu thích cái cách chia sẻ này thì nhớ like cho mình nha, và chia sẻ cho mọi người cùng biết. Và nhớ đăng ký kênh để theo dõi các món ăn khác nhé. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video món ăn sau. Tạm biệt nhé.